Tôi tên là Lưu Xuân Thành và hiện nay tôi đang vẽ tranh. Mười một tuổi tôi bị ngã, người bác sĩ chuẩn đoán là chấn thương khớp, các khớp bị cứng thì cả người đã teo đi. Tất cả mọi sinh hoạt của tôi đều nhờ bố tôi cả. Bố mẹ tôi nói về tôi và khóc với tôi rất nhiều. Bố mẹ tôi nói tôi đã không còn hy vọng gì nữa. Lúc đó tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi có lẽ là không thể làm được một cái gì. Điều ước mơ duy nhất là có thể là không đau nữa. Còn công việc thì tôi chưa bao giờ tôi nghĩ đến mình có thể làm một cái công việc gì. Mẹ tôi đã động viên tôi rất nhiều. Động viên từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tôi động viên để cô tôi cố gắng vượt qua những cơn đau đấy để cố gắng để sống tiếp. Tối hôm qua con ngủ thế nào? Có thoải mái không? Thế là tốt rồi. Sao con biết rồi đấy thì mai đi chải nó đi xong rồi mai đi cắt cho nó gọn gàng cái đầu nó vào. Sau khoảng thời gian 5 năm tôi đau và tôi chán ấy thì tôi có xem trên TV có một anh họa sĩ khuyết tật. Anh cũng vẽ tranh nên tôi đã nằm và suy nghĩ rằng tại sao mình không thể vẽ được như anh ấy. Từ lúc đó tôi mới bắt đầu tập vẽ. Từ lúc đấy trở đi tôi bắt đầu cảm thấy mình vẽ được và có đam mê hơn là tất cả. Tôi phải vẽ để quên đi tất cả khi nào mình bệnh tật. Ốm đau gì đó thì tôi quên đi để cho đỡ buồn. Thật ra mà nói thì gia đình cũng không tin tưởng Thành vẽ được đẹp như đến bây giờ đâu. Bởi vì lúc bây giờ gia đình cũng chỉ nghĩ là Thành chỉ vẽ cho nó khuây khỏa. Cô bước nào cô cũng thấy đẹp. Cô không bước nào cô chê cả. Theo tôi thì người vất vả. Vất vả trong gia đình để nuôi tôi chạy tiền thuốc kinh chữa men cho tôi còn đi từ lúc 3 giờ đêm có khi lúc chạy một mình đi từ lúc 1 giờ đêm thì tôi rất lo cho mẹ tôi có cái gì đó xảy ra mẹ tôi thì tôi cảm thấy mình rất là ân hận. Tôi cũng là rất là tự hào và biết ơn người vợ đã tần tảo cũng ngoài đời để kiếm một đồng chạy chữa cho con cũng như là bản thân tôi đưa Thành đi chạy chữa chỗ nọ chỗ kia. Nhiều hôm ốm đau cũng cứ phải cố gắng đi kiếm được đồng. Chứ nhà quê bây giờ làm cái gì ra bây giờ. Ốm đau thì nó bố mẹ đừng đi nữa. Nó cũng nghĩ thương bố thương mẹ nhưng mà bây giờ vì cuộc sống cho nên là cứ phải đi theo thôi. Chứ nếu không đi thì mẹ bố với con là bây giờ mẹ không đi thì lấy gì mà ăn được con. Trong tâm trí tôi luôn luôn nghĩ một đến một điều là tôi sẽ vẽ tặng mẹ tôi một bức tranh để khắc họa đó những cái nét vất vả của mẹ tôi trong những tháng ngày mưu sinh để nuôi tôi. Với mẹ tôi thì vất vả mà tôi cũng rất nhiều, khóc, vui, buồn, nói chung là thất vọng của tôi cũng rất nhiều. Nhiều khi bạn bè đến chơi hay nói về tôi thì bố tôi là người rất là máu nước mắt nên hay khóc. Lúc bố tôi khóc thì tôi cảm thấy mình như là cái gì đó rất là có lỗi với bố mẹ. Đấy, cái này con muốn nói với bố mẹ, con cảm ơn bố mẹ suốt thời gian qua đã chăm sóc con. Cho nên là con tự thức ăn, giấc ngủ. Con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. So